Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay gió mùa Đông Bắc có cường độ khá mạnh tràn về đã làm thời tiết ở miền Bắc chuyển sang trạng thái mưa lạnh, vùng núi thì còn rét, thậm chí một số nơi núi cao thấp dưới 15 độ như là Sìn Hồ, Lai Châu là 14,5 độ hay là Sapa, Lào Cai là 11,3 độ và Mẫu Sơn, Lạng Sơn là 13 độ. Hôm nay cũng là ngày lạnh nhất của đợt gió mùa Đông Bắc này. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khối áp cao lạnh lục địa vẫn hoạt động mạnh nên miền Bắc vẫn duy trì trạng thái lạnh. Tuy nhiên, tiết trời chuyển dần sang trạng thái khô ráo. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay và rạng sáng mai chỉ vào khoảng 19-21 độ tại khu vực Trung Du, Đồng Bằng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, và chỉ từ 17-19 độ tại khu vực vùng núi. Ngày mai, nhiệt độ duy trì ở mức se lạnh trong khoảng từ 24-27 độ. Từ ngày 12 thì khối không khí lạnh sẽ suy yếu dần nên chỉ còn lạnh về đêm và sáng. Ban ngày trời hửng nắng, nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng nhẹ từ 1-2 độ mỗi ngày. Với các tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Quảng Nam, Quảng Ngãi trong cả 3 ngày tới tiếp tục duy trì mưa dông nhiều nơi, đặc biệt là khu vực ven biển. Có mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa phổ biến là từ 30-60mm trên 24 giờ, kèm theo gió mạnh nên sẽ gây trở ngại một phần đến các hoạt động thường nhật của người dân. Mưa kéo dài nhiều ngày cũng khiến cho nền nhiệt độ tại khu vực ở mức thấp dưới 30 độ, còn các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận trong thời đoạn 3 ngày tới cũng xuất hiện mưa dông lượng khá tại phía Bắc khu vực, còn tại phía Nam thì chỉ phổ biến mưa vài nơi, ngày có nắng với nhiệt độ là từ 30-32 độ. Với các tỉnh phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong những ngày mưa giảm do hệ thống rãnh áp thấp gây mưa dịch chuyển xuống gần xích đạo. Dự báo trong ngày mai, toàn khu vực phổ biến mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ trưa chiều là từ 32-34 độ tại Nam Bộ và từ 29-32 độ tại Tây Nguyên. Tuy mưa giảm nhưng chiều cường vào thời điểm này lại khiến cho mực nước trên các sông lên cao đỉnh điểm, gây ngập úng sâu vào các khu đô thị trũng thấp nên lưu thông của người dân khó khăn hơn. Từ khoảng ngày 12 thì rãnh mây dông có xu hướng nâng trục lên nên nhiều khả năng khu vực các tỉnh miền Tây sẽ xuất hiện mưa rào nhẹ rải rác về chiều tối. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc sẽ mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, không an toàn cho các hoạt động hàng hải. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông. Tầm nhìn giảm thấp cùng khả năng có lốc xoáy, gió giật trong cơn dông sẽ gây mất an toàn cho tàu thuyền trên biển. Như vậy, Bắc Bộ 3 ngày tới phổ biến ít mưa, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét trong ngày đầu, sau đó duy trì lạnh về đêm và sáng. Trung Bộ có mưa diện rộng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, còn Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng. Riêng miền Tây Nam Bộ từ ngày 12 có mưa rào và dông rải rác. Đến đây thì bản tin thời tiết cuối ngày mùng 10 tháng 10 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!